Chúc anh em tất cả nhé. Chúc anh em may mắn tiếp chơi mồi Simple Tutorial. Bạn trong video này phần này trong nâng bằng hai này tất cả nhé. Vì vị thi mồi đầm mày download nở Windows 10 chia bật hết file ISO. Bạn tỏ chọn đăng thật ta kì download đó việc là xôn tạm đoàn tất cả nhé. Đôi tỏ tử bạn. Chứ đồng bóng này tất cả nhé trở search một căn Windows 10 tỏ mọt đã thả ISO. Chưa sử dụng biệt hà file download bạn. Tôi chơi cái này năng ha, năng học nghiệp có chỉ khởi cái này. Cứ bị website Microsoft tạm đó, mà chơi lưu viên mở. Bạn tôi bị chơi lưu viên ha, năng học nghiệp trời download. Nào, này cứ cái này này cứ create Windows 10 installation media bạn. Năng học nghiệp tôi chơi download nó tin này. Bạn tầm rơi ca, tầm bay thuê nào download nở file lắm cứ đầm rơi cả tại internet speed mùi tế bạn person và internet dương dứt cả download cả dứt mà internet dương lươn cả download cả lươn ok mình chập đam download mùi sẵn bạn toàn bị bạn download hai cứ download bình hải ok ở lấy dương chọc đầm bay open vía bạn toàn bị chọc open vía hai xong chậm tách viên load máu bạn này ấy cứ viên load máu hải bạn bắt đầu pilot máu hệ thống học này những bạn khởi nở tùm rồng bạn này bạn tỏ mơ hệ thống học này tới thưa cả rồng chạm một vết sẵn nằm bay ở việt đầm nào cả bạn này hệ thống học này tới trách lực hiện thả sập sập nở license thì anh license term của việt bạn trách lực hiện thả sập bạn bắt đầu trách lực hiện thả sập hai hệ thống học này tới thưa cả rong chăm một to tiết đảm bay ở việt đầm nà cả ở bán sưu bạn to pi chợt chẳng hay nè đó nè tới thôi cao rong chăm tôi được chăm chấm riết chẳng à ở vậy đại tới cao nó cứ internet speed bạn nè cứ cái này nè cứ sản phẩm upgrade this pc now cứ đầm bay thôi cả upgrade nơi computer bao nhiêu mũi tiết cứ create installation media USB flash drive DVD or ISO file bạn đi cứ nhận đóng này trời quay nhận đóng này trời cá cứ ISO file ok cứ chọn cái này nè for another PC ok to picture cái này nè hai nhận đóng này tôi chọn lựa biệt thân này và bắt đầu chọn lựa biệt thân này hai việc bật cắt chỉ khởi nơi default mũi mouse nằm bay ở nhà tập học nghiệp thuộc cả select những chơi rồi bạn đấy cứ lang viết cứ mình ai select bán nhà tập học nghiệp thuộc cả plug đồ rồi có cài prai bán bạn nói cần lại này use the recommend option for this PC cứ sân mà nhà chơi rồi cần lại này cứ nằm bay upgrade chẳng như này tha nhà tập học nghiệp sắm rập nằm rồi cả tại nơi không PC nằm mũi tệ phần tay khi sắm download sắm tu từ chẳng khi trời đọc vị trí bạn cái này nên là các bạn download thì pizza đấy ông lê đúng rồi có pizza xem xét ok xong xong download ông lê này cứ Windows 10 bạn chấm này architecture cái này nên cứ miễn 32 bit 64 bit nòng boss sân bạn này dùng 32 rồi có 64 cứ ở sai tam requirement của computer bạn này tạo này sân bạn này tạo này dùng boss ở à, nó cứ file tránh nó cứ việc đôi khi này ISO đôi khi này bàn tay mình lại dùng bố miền này than này nó học này ai tầm láng là lừa computer sang bị bit cơ mát học sẽ buồn bit cơ mát bàn tay tầm hôm này file là bao viết cứ nó miền sự việc thông chiềng sang bị bit nó học sẽ buồn bit bạn đôi khi này dùng tại học sẽ buồn bit thế nhưng mình dùng bố thế cứ chậm lại về dụ khác okay. Nhưng dùng học sẽ buồn bit tạo móc xong chạy là bị thần lệch tạo bị chạy là bị thần lệch hai là tạo như USB flash drive chắc là đó này tật đọc USB flash drive cho phần tay vậy được nhận tới cá cứ ISO file chẳng em select ISO file tỏ móc chạy lập biệt thần lệch và tỏ chạy lập biệt thần lệch hai cái này mới cứ cái này này nè tỏ này từ đố chứ mùa ok em xong là Windows 10 và năng để tỏ móc nhằm năng save từ lơ desktop ok bạn tọa móc cho lập biệt thành sale ok ấy lấy dương lần thứ ca rung chạm vì pro thả ca download cứ việc tới ca chậm lại pel asnai từ tam internet speed được bao nhiêu tọa này person mà internet speed được bao nhiêu tọa này dứt
Cả download có chậm lại phê, còn tại mà internet được bọn này thì miền bươn lươn chẳng cả download có miền sự phiếp lươn đặt tàn lượng đại. Ok, ấy là dân thuộc cả rung chạm thật bọn này rồi hốt đòi việc bệnh bạn. Bạn ấy lâu nít cả download có trợ bàn mình chọn hỏi lại bạn hãy nít cứ chỉ folder để dân trợ từ đó cứ nó lựa desktop bạn tổ mất nè tổ mất này ai chọn được biệt hạt phim bạn ok nhận chọn được việc mùi sẵn nằm bài thức xoay rộng file nắng bạn nít cứ chỉ nó lựa desktop bọc nhóm bạn đi ấy cứ Windows 10 bạn nít em miền tâm hôm rồi hôm đó đầu buôn chi chuyện bạn ok lấy dân chọn finish. Nhưng và còn chắc hơn bạn ấy là lờ desktop cứ dùng bản file Windows này hỏi bạn hay cả download là Windows 10 chia prepared file ISO này có bạn bình chọn hỏi đại bạn xong ở con nhạc ở khu này trong này về liệu của cả tam đàn và sân mà bình chọn video xong chú ý chút like subscribe nâng chút xin nhau rút cần đăng mình đã mỗi phòng đồng bây tốt bạn ở video thông mây bạn xong mà còn xong chung liệu liệu.